Bản tin trưa 7 tháng 6 của Bộ Y tế cho biết, cả nước có thêm 92 ca mắc COVID-19 trong nước tại 5 tỉnh thành phố. Trong đó Bắc Giang 68 ca, Thành phố Hồ Chí Minh 14 ca, Lạng Sơn 7 ca, Hà Tĩnh 2 ca, Hà Nội 1 ca. Thông tin chi tiết các ca mắc mới như sau. 7 bệnh nhân từ 8.792 đến 8.798 ghi nhận tại tỉnh Lạng Sơn. Trong đó 6 ca là các trường hợp F1, 1 ca sàng lọc cộng đồng. Kết quả xét nghiệm ngày 6 tháng 6 năm 2021, các bệnh nhân dương tính với SARS-CoV-2. 68 bệnh nhân từ 8.799 đến 8.818, bệnh nhân 8.820, bệnh nhân 8.822 đến 8.852, 8.854 đến 8.863, 8.865, 8.867 đến 8.871 ghi nhận tại tỉnh Bắc Giang trong khu cách ly và khu vực đã phong tỏa liên quan đến công nhân làm tại các khu công nghiệp. Bệnh nhân 8.853 ghi nhận tại Hà Nội là bệnh nhân nữ 45 tuổi, địa chỉ tại huyện Đông Anh, đang điều tra dịch tễ. Kết quả xét nghiệm ngày 6 tháng 6 năm 2021 dương tính với SARS-CoV-2. Bệnh nhân 8.864 và 8.866 ghi nhận tại Hà Tĩnh liên quan bệnh nhân 8.425 và 8.427. Kết quả xét nghiệm ngày 7 tháng 6 năm 2021 dương tính với SARS-CoV-2. 14 bệnh nhân gồm bệnh nhân 8.819, 8.821, 8.872 đến 8.883 ghi nhận tại Thành phố Hồ Chí Minh. Trong đó 10 ca là các trường hợp F1, 4 ca phát hiện qua sàng lọc tại bệnh viện. Kết quả xét nghiệm ngày 6 tháng 6 năm 2021 dương tính với SARS-CoV-2. Tình hình điều trị, số ca âm tính với SARS-CoV-2 lần 1 242 ca, lần 2 72 ca, lần 3 78 ca. Số ca tử vong 53 ca, số ca điều trị khỏi 3.368 ca. Báo Thanh Niên sẽ tiếp tục cập nhật tình hình dịch bệnh COVID-19 trong các bản tin sau.